Phương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Lại quay trở về với kênh Phương Lan, cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Những căn nhà như thế này nè, đang bị ẩm ông bà cô chú. Cho nên là hôm nay người ta đang dựng giàn giáo để chuẩn bị là kêu người lại tô. Nhà Lan á, mai mốt cũng kêu người lại tô nữa đó cả nhà. Hôm qua lót nền xong rồi, hôm nay Lan với Bảo Sinh nghỉ một bữa. Bây giờ Lan với Bảo Sinh đi chợ đó ông bà cô chú. Bây giờ thì Lan dẫn cả nhà đi ra chợ ngoài thị trấn của Lan nha. Đường đi thì xa lắm. Mình đi như thế này nè, thì sẽ bọc qua cái chợ nhỏ trước. Sau từ cái chợ nhỏ mình sẽ đi ra ngoài thị trấn. Đường ra chợ nhỏ và cái đường ra chợ lớn ấy, thì cũng đi ngang cái con đường này. Chỗ này là nhà nước lấy đất lại hết rồi nè ông bà cô chú. Hai năm nay họ lấy đất lại rất là nhiều đất. Cho nên là ở những chỗ này hiện tại thì không có ai trồng hoa dòng nữa, do bị nhà nước lấy đất lại hết. Bây giờ thì cũng ra đến chợ nhỏ rồi nè ông bà cô chú. Chợ này thì người ta cũng không bán gì nhiều. Dạ, người ta cũng không có lập chợ giống như ở ngoài thị trấn. Ở đây thì có một cái siêu thị nhỏ, vài cái tiệm tạp hóa, vài cái quán ăn sáng nhỏ nhỏ. Rồi được mấy cái trạm bưu kiện nữa. Thêm một cây xăng. Từ trong nhà Lan á, đi ra tới ngoài này là gần 10 cây số. Và bắt từ ở đây nè, đi ra tới thị trấn á, là thêm 20 cây số nữa đó ông bà cô chú. Qua cái cầu này nè cả nhà là tới thị trấn rồi đó. Thị trấn nhỏ nha. Ở đây bán cũng rất là nhiều. Cái cầu này là cái cầu quỷ sàn á, giống như là cái cầu nguy hiểm á, rất là lâu đời rồi. Từ cái lúc mà Lan qua đây là Lan thấy nó đã cũ rồi đó ông bà cô chú. Chơi cơ chở vô tôi sao nè thôi. Hả? Hả? Cái cầu này là mấy trăm năm rồi. Cái cầu này á, tính ra là mình có thể đập ra, phá ra để xây dựng cầu mới được rồi nè. Nhưng ở bên này á, thì người ta sẽ dùng cái biện pháp là giá lại những cái miếng xanh xanh như thế này nè ông bà cô chú. Là người ta vá lại đó cả nhà. Không biết là đến bao giờ mới đập cái cầu này ra. Hiện tại thì không có cho xe ô tô lên đây nhiều. Chơi đi đâu mày. Bây giờ thì Lan sẽ đi ngồi. Mày chơi cái chung đâu? Đây à? Bà chung đâu mà? Bà chung chị Khơ, cô chị hay cô chị là tay cô chị. Ở đây là người ta bán rất là nhiều. Mình muốn mua cái gì trồng thì cũng có nhưng mà nè. Không có những cái món rau Việt Nam mình nghe rau thơm gì đâu nha ông bà cô chú. Đây thì người ta bán ớt nè, ớt rồi đọt lan, khoai lan,
Cái này thì người ta bán cho mình trồng ấy. Còn cái này là cái gì đây? Cái này là bí. Đi qua đây coi thử cho một chút. Đây người ta bán nhiều lắm. Lan cũng đang định là mua ít về trồng để ăn. Đây thì người ta trồng mà. Đây người ta bán dâu sầu Mỹ. À đây người ta bán dâu. Lan không có trồng rồi đó. Trồng rồi đó chỉ biết chừng nào ăn. Mía. Chứ cơ chùm ở mai. Không phải dễ thủa. À lại quỳ thủa. À được rồi, lại thủa. Mấy hôm trước á, có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị hỏi Lan là ở đây không có rau thơm hả? Thì thật sự mà nói thì đặc sản ở bên Trung Quốc á chỉ có cà chua, dưa leo, đậu Hà Lan, củ cải cà rốt, khoai tây, rồi ớt xanh, ớt chuông, lá tỏi, bí đao, bí gợ, rau muống, rau dền, nhưng mà cũng phải theo mùa. Tới mùa nào thì ăn mùa nấy, chứ không phải mà lúc nào cũng có đâu ông bà cô chú. Không có rau thơm nha ông bà cô chú. Ở bên Trung Quốc chỗ của Lan nè, người ta không ăn rau sống. Cho nên là kiếm một cọng rau thơm á còn khó hơn là Lan bay lên trời nha. Lan cũng ra Lan mua cây giống về trồng mà mua không được cây gì hết. Mua được một bó rau muống ông bà cô chú. Do là Lan ở đây cũng chắc còn một tháng nữa làm xong nhà thì về thành phố rồi. Cho nên trồng mấy cái cây mà có trái thì tới bao giờ mới được ăn. Trồng một bó rau muống là khoảng tuần hai tuần sau có ăn rồi đó cả nhà. Bây giờ Lan với Bảo Sinh bọc qua siêu thị nè. Hôm qua Lan giới thiệu với ông bà cô chú cái siêu thị ở trong chợ nhỏ. Bây giờ Lan chạy ra ngoài này giới thiệu đến cả nhà siêu thị này là siêu thị ở ngoài thị trấn. Để xem hai cái siêu thị khác nhau như thế nào nha. Một cái siêu thị cách nhà Lan 10 cây số và một cái siêu thị cách nhà Lan 30 cây số nha ông bà cô chú. Bảo Sinh. Ngoài này khác. Hào khác à. Đẹp không ạ? Rất là dễ thương. À, bữa nay người ta có bán thơm rất là nhiều luôn. Một cô chú vô mùa rồi. Thơm thì 2.9 đồng nửa ký. Kiwi á. Kiwi thì 4.9 đồng 5 đồng. 35.000 một ký. Thơm á thì 17.000 một ký. Khoảng 17-18.000 ở đó. Hai trái này ngon. Rau họ bán rất là nhiều luôn và những cái loại rau trái mùa. Thế tôi sao vậy? Cái này. Hạt dẻ. Ngon lắm mọi cô chú đem về hầm. Lan thích ăn cái đó. À? Ở đây họ bán á. Cho cả nhà xem. Những món này là nghịch mùa nè. Cà chua cũng nghịch mùa. Măng thì đang trong mùa, rất là rẻ nha. 10 đồng một ký. 35.000 một ký không cô chú. Đây là bầu. Bầu này là gọi là bầu hồ lô. Rất ngon nha. Bầu non á chứ nhỏ nhỏ. Đây đều là nghịch mùa không ông bà cô chú. Dừa mắc lắm luôn nha. Dừa như thế này, một trái như thế này á là 36.000.
À, còn loại dừa này á, người ta mở ấy cho mình rồi nè, ta mở nắp cho như thế này á, là 12 đồng tán, là khoảng 38, 39, 40 ngàn á, một cô chú. Loại này, này là măng cục 22 đồng nửa ký, 44 ngàn, 45 ngàn, 50 ngàn, tính ra là 50 đồng đi 160 mấy, gần 170 ngàn một ký. Mùa này không phải mùa đào cho nên là đào cũng rất là đắt, 15 đồng nửa ký, khoảng 16 đồng, khoảng 4 tới 50 ngàn, 50 mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Đây là dưa gan. Đó. Thấy chưa ăn bao giờ luôn. Đào. Khế. Đắt lắm ông bà cô chú ạ. Gần 5 đồng 17 ngàn một trái ông bà cô chú. 17 ngàn một trái nha, không có tính ký nha trời. À, ăn kiểu này là ngủm luôn á. Ăn kiểu này thôi ạ. À, cái này là phỉ pha. Cái này là hàng nhập nè. Ở chỗ Lan ở trồng thì trái nhỏ hơn. Vài bữa nữa là có đi hái rồi. Không có cần ăn, chua lắm. Nho, nho hiện tại thì cũng nghịch mùa nha ông bà cô chú. Nho hiện tại rất là đắt luôn. Giá nho hiện tại ở bên Trung Quốc này là 180 ngàn một ký. Còn loại nho đỏ này là 190 ngàn một ký. Ở bên này thì người ta có bán táo xanh này nè, rất là nhiều ông bà cô chú. Khi mà Lan quay lên thì có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị vào bình luận gửi cho Lan là nói là hàng Trung Quốc không ai dám ăn. Ở đây Lan toàn là ăn đồ Trung Quốc không ạ ông bà cô chú. Đây rất là nhiều người Trung Quốc, người ta cũng đang ăn đồ Trung Quốc. Còn đây là xoài. Xoài. Xoài này ăn cái vỏ hơi đắng nha, Lan không thích ăn. Nên là Lan ít có khi nào mua xoài, lâu lâu á thì bé Huệ nó thích ăn á, nó thèm thì Lan mua cho nó một trái cho nó ăn là được. Xoài này thì là 40 mấy ngàn một ký không bà cô chú, xoài bên này. Còn xoài bên này á thì nó sẽ là 60 mấy, gần 70 ngàn một ký không bà cô chú. Đấy. 10 đồng, à đúng rồi, 60 mấy gần 70 ngàn một ký. Tất cả những cái món này là Lan đều tính tiền Việt Nam cho mình hết đó nha. Lan đã cộng trừ ra hết rồi. Sầu riêng ở bên Trung Quốc 280 ngàn một ký. Ký Việt Nam mình đâu mà cô chú, Lan toàn là tính ký Việt Nam thôi nha. Bên kia là Lan mua trái khóm nha ông bà cô chú. Còn bên này á thì nó gọi là phong lý, như là giống trái thơm không? Không biết trái gì, phong lý không biết trái gì luôn. Nhưng mà hai loại là Lan biết là nó khác nhau nha. Loại này là nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ mắc hơn. Loại này là tới 70 ngàn một ký không bà cô chú. Tôi thưa sáng 280 ngàn tiền Việt Nam mình đó ông bà cô chú. Úi dạ. Đi xe nó có xấu tiền cái. Giờ á, Lan với bộ sinh á, ghé mua một ít tôm. Nay tôm ở bên đây á, rẻ được một tí rồi. Mỗi lần là tới 49 đồng ông bà cô chú. Mua tôm về, Lan sẽ gói với gửi cuốn nha ông bà cô chú. Bây giờ á, cũng vào mùa tôm hùm đất rồi nè. Vừa mới đầu mùa á, cho nên là trong siêu thị họ không có bán nhiều. Đúng mùa của tôm hùm đất á, là khoảng tháng 5, tháng 6. Hiện tại thì người ta bán cũng rất là nhiều, cũng rất là phong phú luôn mà con chú. Có cả cua nữa nè. Ghẹ. Rồi con này là con gì? Ở bên đây người ta gọi là bào ngư nha bà cô chú. Lúc trước á, ở cái siêu thị ngoài này nè, người ta không có bán hải sản đâu.
tháng 7 năm rồi, người ta làm lại rồi mới nhập hải sản về. Chứ lúc trước á, làng ở đây thì không có hải sản. Cho nên hiện tại á, muốn ăn hải sản cái chỗ của làng á, thì cũng rất là dễ nha, không có xa xôi gì. Chỉ là không có bán phong phú như ở Việt Nam thôi, chứ cũng được vài loại đó ông bà cô chú. Còn phía bên này thì người ta bán thịt nè, lạp xưởng nè, cá khô nè, là thịt muối nè, thịt muối bên đây đen đen á, làm không là cũng muối đen đen. Hôm nay á, đi siêu thị về, làng có mua mấy cái chậu. Chậu này thì ở bên Trung Quốc á, chỉ có 2 tệ một cái, tính tiền Việt Nam khoảng 7.000. Làng thay mấy cái chậu bông qua cái chậu lớn này nè. À, đi cùng Lan ra ngoài này thăm mấy cây xả ông bà cô chú. Hôm ấy thì Lan trồng 4 cây ở trên bờ. Cả nhà mình phiên Lan là nên trồng ở trên. Thì Lan cũng có trồng ở trên nhưng xe cán banh rồi cả nhà. Giờ còn 2 cây ở phía dưới này, lại 2 cây ở phía dưới. Xe không biết là họ cuốn xả của Lan đi đâu rồi không biết nữa. Nay Lan chuẩn bị là nấu món ốc á, cho nên bây giờ đi kiếm bụi xả. Đây là cái đám hẹ lúc trước á, nhà Lan trồng nè ông bà cô chú. Cắt vô ăn. Là được mấy cây bạc hà đây là cô chú chắc ăn luôn. Bỏ xin lấn ba cái cứ gặp chui trong đây nè. Cái nữa nè. Nó chết thôi. Giống như là rau u lưỡi miền Tây của mình đó cả nhà. Cái mùi y chang luôn á. Nhưng mà nó là bạc hà. Cái loại này thì cái lá của nó có lông và nó mọc rất là cao, nó rất là dài nha. Không có giống như u lưỡi của mình. U lưỡi của mình thì nó sẽ thấp thấp thôi. Và nó không có lông. Mình không có. Nó chính thức trồng dưới thì chỉ bằng hơi cầu thôi. Hơi cầu chỉ cái gì à? Hơi cầu. Không có lá chanh. Không có lá chanh thì mình sẽ lấy cái lá này ông bà cô chú. Lá này là lá quýt. Tại vì nó đang ra bông đó ông bà cô chú. Ra ngoài là chiết được mấy cái cọng héo á, kiểu như ở trên đọt á cả nhà, thì nó sẽ không có sống, nó sẽ héo hết trơn rồi, cho nên là Lan chiết ra lấy cái đọt nè, nấu cho đem vô nấu nó ốc cho nó thôi. Ai xả ở đây mua khó mua lắm cả nhà ơi, đợi rất là lâu, nếu ăn nhờ thì phải có gì mới ăn được chứ. Đợi cũng lâu lắm, đợi tới 3-4 ngày á, cho nên là cứ như thế mà hái đem vô.
cũng rửa cho nó sạch sẽ. Không có lá chanh, cũng không có lá quýt. Do là Lan á vừa làm video nè, rồi vừa làm phụ hồ, cho nên là người á lúc nào cũng dơ hầy à. Lan không có thời gian để mà chải chuốt nhiều á. Ông bà, cô chú, anh chị xem video thông cảm cho Lan nha. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thì cả nhà lại đứng dưới đầu bếp đọc chiêu cò bại nha ông bà cô chú. Thì hôm nay thì bắt đầu là Vương Lan sẽ làm một món mới nha ông bà cô chú. Lan thì thích ăn ốc. Ốc thì hôm giờ Lan cũng ngâm mấy ngày rồi. Bữa nay thì một buổi Lan sẽ làm hai món nha. Ốc này thì Lan sẽ xào dừa để tối mình ăn tối. Hôm nay ốc thì Lan sẽ xào dừa, một cái món lạ mà người Trung Quốc chưa ăn bao giờ. Và Lan làm thêm một cái món gỏi cuốn nữa nha. Do bộ sinh không có thích ăn ốc của ông bà cô chú, Lan làm cho ảnh cái món gỏi cuốn để anh ăn thử. Và đặc biệt là hôm nay Lan sẽ có mắm nem nha cả nhà. Còn đây Lan ở quê một mình, Lan làm bà trời bà đất ông bà cô chú. Nước cốt dừa Việt Nam nha, cái này mắc lắm đúng không ông cả nhà. Lan đã nói cho cả nhà nghe rồi đó, một lon như thế này 400ml nha, mà tới 10 đồng 11 đồng ba mấy 40 ngàn luôn đó. Có là nem, mắm nem Việt Nam, nước tương Việt Nam, Lan like trên mạng đặt nha, tương ớt Việt Nam đó, làm bà trời chưa, quá trời quá đất Lan rồi ông bà cô chú. Bây giờ thì bắt ra vô làm nha. Hôm nay thì Lan có thủ cả thơm nữa, để chút nữa làm mắm nem cho Bảo Sinh ăn. Mắm nem. Mắm nem. Làm không? Xin nãy xa rồi cô đây. Sáng Lan với Bảo Sinh có đi chợ và cô chú đi siêu thị và kia mua được ít tôm nè ông bà cô chú. Ngon ghê chưa? Bây giờ thì Lan gửi cho sạch sẽ, tí xíu đó thì mình sẽ đem luộc. Bây giờ thì Lan sẽ luộc thịt, là mình cuốn gỏi củ hành vô với lại gừng, bỏ vô đây cho nó bớt cái mùi tanh của thịt đó cả nhà. Thịt Lan rã đông rồi, vẫn còn hơi cứng cứng, thôi kệ nó đi ha. Luộc chút xíu nữa là nó hết. Do là đang bỏ tủ lạnh đó ông bà cô chú. Thịt chín rồi nè ông bà cô chú. Đang sẽ bỏ tôm vô đây. Tôm thì Lan chỉ luộc một tí thôi nha ông bà cô chú, Lan không để lâu. Do là nếu mà mình tôm mình luộc mà mình để lâu quá cả nhà thì nó sẽ mất đi cái chất ngọt của tôm rồi. Lan luộc một tí xíu rồi, bây giờ Lan sẽ lấy ra để mình sắc. Lần đầu tiên Lan làm gỏi cuốn mà nó tỉ mỉ như thế này luôn ông bà cô chú. Làm giờ thì Lan chỉ làm sơ qua thôi chứ không có làm kỹ như thế này đâu. Thì Lan sẽ quay qua làm mắm nêm ông bà cô chú. Lan có chuẩn bị mắm nêm nè cả nhà. Đây là xả
hành, củ hành, Lan không có củ hành nhỏ nha, Lan dùng củ hành to, xả củ hành, Lan bỏ hết vô đây. Đây, này là nước khóm. Đang xay ra nhuyễn rồi. Ta là con vui dành cho ta rồi. Hai. Hai muỗng, ba muỗng mắm nêm ông bà cô chú. Cái món mắm nêm này nè là Lan học ở trên YouTube đó ông bà cô chú. Cái món này của người miền Trung nha. Nghe người ta nói là người miền Trung á làm mắm nêm rất là ngon, cho nên là Lan học theo đó cả nhà. Hôm nay á Lan làm mắm nêm á có đầy sả nè, tỏi nè, củ hành nè, với lại là thơm. Lan nghĩ là bộ sinh sẽ ăn được ông bà cô chú. Hi. 我们就越南的川川。哎，你好，早上好看呢你。哎，是的。这一年四季是开的。你看。这是。他拿着包东西，他去打米东西吧。你捏捏。嗯，他讲脚这样。要是讲脚这样。嗯。起颗粒，起颗粒，把软软的给起的哈，都起。 Hàng xóm quê chồng Lan dễ thương lắm nha ông bà cô chú. Nghe món gì lạ lạ đó thì cũng bỏ vô miệng thử. Nhất là dì hàng xóm kế bên nè. Trừ khi là đồ sống thì dì không có ăn thôi. Con nào con đây? Cảm ơn chị. Mà không gọi nha. Chưa ạ. 再少一点啊，没加那么多啊。 Lan là không khéo giống người ta đâu, tại vì Lan không có biết làm. Ok, anh muốn đi thế này không mà cô chứ. Nè, chị em à. Đây, cái đầu tiên. Bây giờ làm thêm một cái nữa. Dọc, nè. Nước này thì Lan bỏ vô một tí muối rồi để mình luộc ốc trước khử trùng. Mình luộc trước ốc như thế này cho nó hết cái mùi tanh đó ông bà cô chú. Ốc này thì Lan rửa rất là sạch luôn nha. Đang làm thì đang ăn á, đang nghĩ là đang ăn một mình đó, chứ bổ sinh không ăn đâu mà cô chú cho Lan. Tỏi, người ta dùng bột ớt, còn Lan không dùng bột ớt, Lan sẽ dùng ớt ha. Trời, không biết không? Đây Lan sẽ bỏ ớt xả vô rồi cô chú. Mới một tảo cây luôn.
Ông xin lại phụ Lan một tí xíu. Bây giờ ảnh bận rồi, Lan lại Lan gói tiếp với ông bà cô chú. Bây giờ thì trời cũng ngả tối. Đồ ăn nấu vào buổi chiều á, thường thì Lan phụ bố sinh cho tới 3 giờ, 3 giờ rưỡi Lan mới bắt đầu nấu cơm chiều. À? Rồi cuốn á mà dì với bổ sinh á đợi chiên ăn á ông bà cô chú. Lan bảo là thôi đừng có chiên. Lan cũng giải thích rồi, nhưng mà bổ sinh đi chiên vài cái rồi đó cả nhà. Gỏi cuốn mà đem chiên á thì nó sẽ rã ra, sao mà ăn được. À, hôm nay đang làm xong rồi nè ông bà cô chú. Đây là dì hàng xóm kế bên, bên nè. Quên chưa? Giờ Lan mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn gỏi cuốn với gia đình Lan nha. Thái khoa là thái khoa tiêu là. Ai, tôi mới cho cái suy ăn chưa nào. Tôi không muốn chơi. Này chơi ăn nào. Nè. Tôi không chơi này. Tôi không thích chơi. Chơi gì vậy? Bà nội không ăn, chứ cháu nội thì cũng thích ăn lắm nè ông bà cô chú. Vì hàng xóm nhà Lan có 3 đứa cháu nội, đây là 2 bé nhỏ, còn 1 bé lớn nữa, tí nữa thì bé mới qua. Vì thì dì không thích ăn sống, còn cháu nội của dì thì ăn cả mắm nem luôn. Học chứ mà. Dấu của ốc của Lan đây. Nó khó là gì đây? Chèn cái gì chèn này đi chèn. Ở chỗ đó chèn này có gì? Đi chèn ra phá đấy. Nè, cô chưa là sao lạ? Để hồ sơ à? Nè, chơi. Hồ sơ chơi. 我坐那边。你不就穿了我这里？我这里。嗯。你看，给你来这件，你这件啊，你怎么了？来，吃，我来吃一个试一下。把韭菜是。我吃。哇，没味道，什么味道？是不是？嗯。是不是没味道？是不是？我煮好了。嗯，有点辣味。嗯。 Mới ăn đầu á thì sợ ăn không được do là ăn sống, xong ăn được á bây giờ mê luôn rồi nè ông bà cô chú. Còn bé trai á thì gầy ghế để đi về nhà kêu chị cả qua ăn nữa đó ông bà cô chú. Tính ra cái món mắm nêm á đưa vào lòng người rồi. Anh họ thì không biết ăn, cho nên là lấy nguyên một cuốn bỏ vô chén luôn nè. Lan ngồi đây Lan hướng dẫn mà ảnh bảo là không có bóc. Bảo sinh thì lấy thêm cho ảnh mắm nêm với ông bà cô chú. Rồi ảnh trộn lại giống như là gỏi luôn. Anh nè. Mày à? Chứ mày cái cháo à coi. Khá bê thiếu. Dạ, khá rỉnh kìa. Xa đến chỉ đây đồng cháo rồi nè. Thôi, khá bê nông. Ừ, thà, xin à bây giờ chỉ đi ngay, xin à đế đà cơ chế, xin à chứng dạy được chế. Ta chờ rau xuống xưa. Chị xào hả? Ê, ra coi bảo sinh ở xào nó mừng. Là trời. Dạ, trái đang chữ, mà có chữ đó. Bên này được xin mà. Mà có chữ là có rồi.
三天感觉。嗯，哎呀，多硬。大概是呗，就是一直拉着。我觉得拉着。那神经上忘记时有点奇怪。Bây giờ thì bé gái lớn qua nè ông bà cô chú. Bé này là 14 tuổi nha. Lan cũng đầu độc cho ăn mắm nem luôn. Còn cái bé 8 tuổi là bé không có ăn nha ông bà cô chú. Bé chỉ ăn ốc thôi à. Nói ra thì khẩu vị mà. Người thì khẩu vị này, người thì khẩu vị khác. Không ai giống ai được. Mà bé mà ăn được thì Lan rất là vui nha ông bà cô chú. Còn Lan thì Lan cố gắng Lan ngốn hết cái đĩa mà bẩu sinh chiên ra nè. Do nó rã ra hết rồi đó. Nó vừa nhão nhão mà nó vừa béo béo, rất là khó ăn luôn. Bẩu sinh chiên ra rồi á, bẩu sinh đâu có ăn đâu. Chê tại chỗ luôn. Bây giờ để cho Lan hút hết. Còn bẩu sinh thì ăn cái loại chưa chiên. Ông bà cô chú anh chị xem bẩu sinh khôn chưa nè. Bé lớn á, với lại bé trai, bé nào cũng ăn được mắm nem hết đó ông bà cô chú. Hôm nay Lan làm hai món ốc xào dừa với lại là gỏi cuốn. Được mấy bé và anh họ nè ủng hộ rất là nhiệt tình. Và bẩu sinh nữa nha ông bà cô chú. Đầu tiên thì ổng eo chê sống này kia, nhưng sau thì ông bẩu sinh là ăn nhiều nhất. Kể cả mắm nem thì ông cũng ăn luôn. Video của Lan đến đây thì đã hết rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Hẹn cả nhà ở những lần quay video tiếp theo nè. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều.